điềm đạm lắm, anh không phải như người ta đâu. Chị nói thật, Hải điềm đạm lắm. Anh không như người ta, anh kệ, anh không để ý đâu. Lắm lúc mình tức nhá, mình tức thằng Nhạn, lúc thằng Nhạn nó nói anh, mình tức xong đầu là mình nói thật với là mọi người là mình gọi cho anh ấy, xong mình cứ nói với anh ấy, tại sao anh để thế, để nhưng mà anh ấy không nói, anh tự anh tắt máy đi, anh không thích nghe mình nói. Tại vì sao, đây là chuyện, là chuyện thật thì không nói dối luôn. Là cái câu chuyện mình nói với các bạn nhé, thật ra anh không nói, lúc mà mình tức á, mình gọi cho anh ấy, anh còn không nghe điện thoại của mình luôn đấy mọi người. Vì anh bảo anh không thích nghe. Tại vì sao, bây giờ anh ấy, mình tức ấy, xong bắt đầu mình truyền cái tức sang cho anh ấy, cho nên là anh không nghe mình của chuyện điện thoại của mình. Đúng rồi, anh chỉ muốn yên là yên ổn thôi. Tao không đi kích bác nha. Nói chung là các bạn cứ bảo kích bác thôi, nhưng mà tớ toàn thấy thì bên thấy các bạn toàn thầy dùi là nhiều ấy chứ. Bên mình thì có kích bác ai đâu. Đúng rồi mọi người. Mình thì toàn làm những cái video mình phân tích những cái lời hay ý đẹp của Nhạn đấy. Không đúng thì mình phải phân tích ra ngay chứ anh em. Đúng thì phân tích làm gì. Ngày nào Nhạn cũng, tao cũng quầy mày cho nó vui cửa, vui nhà. Mình có chửi đâu, mình đang nói chuyện, mình đang phân tích. Đúng không? Mà số Nhạn nó khổ, câu view câu like. Câu view câu like cái kiểu gì. Thôi các bạn ạ, mình nói thật thì bớt toxic đi. Nếu mà các bạn, nếu mà là con cháu của nhà anh Nhạn ấy, thì các bạn cứ mời vào đây, tớ bế lên để nói chuyện được nhá. Mình bế anh Nhạn lên đây nói chuyện như kiểu là người bình thường thôi, có sao đâu. À, để cho mọi người nghe chuyện này đấy nhá. Nói chung là như này này, mình thì không nói chuyện với cả các anh Hải hay là gì, nhưng mà vừa rồi những cái clip mà mình đăng lên, mình treo thằng Nhạn ấy, thế là các anh mình cũng bảo là thôi, không phải các anh mà anh Cường Sẹo, mọi người biết anh Cường Sẹo đúng không? Anh ấy bảo với mình là thôi mày đừng treo nó nữa. Anh còn bảo mình ấy, tại vì mình thì mình cũng nói chuyện với Hải từ nói chung là từ hôm sinh nhật ông ấy, tại vì mình hay treo á, mình cứ nháy máy xong mình tắt đi, thế là anh ấy dỗ. Là cu nhà nhưng mà là bằng tuổi được bố tao. Tao nghe toàn cu ấy. Thế sau đầu là anh Cường anh bảo chị là thôi mày đừng treo nó nữa. Anh Cường Sẹo là em của anh Hải, thì chắc là anh Cường, anh Hải thì anh không lên xem đâu, nhưng mà anh Cường bảo chị là đừng treo nó nữa. Đấy, em hiểu không? Chứ còn là chị nói thật với em, chị thì chị thích treo thôi, chị chỉ thích giỡn thôi, chị đùa cho nó vui cửa vui nhà, rảnh lên thì đi treo nó cho nó vui. Nó đi treo người ta thì chị cũng treo lại, chuyện bình thường mọi người, hiểu không? Nhưng mà bây giờ mình đi treo vào tí thì các bạn thi nhau và các bạn cay cú thôi. Chơi bời bây giờ có đi phải có lại đúng không? Mình anh Long ấy chẳng anh ấy, tại vì chị thì chị không, nói chung là chuyện là anh em nói tâm sự với nhau thì không thể nào mà nói chuyện được, nên là tại vì chuyện là anh em chị á. Chị ơi, bây giờ mà nói ra bọn nó lại bảo nhận thơ ấy chị ạ. Bây giờ nói ra bọn nó bảo nhận vơ chứ. Hải Phòng chúng tao ok mày. Bạn ơi, nếu mà theo bạn thì bây giờ được không? Tao là người